Nhà xin chào mừng cả nhà đến với lại kênh Viên Cút cùng vào bếp nha. Hôm nay Viên Cút sẽ giới thiệu tới cả nhà một món tráng miệng rất là thơm ngon bổ dưỡng từ xứ sở Âu Châu, đó là món pudding trà xanh, ăn rất ngon và thơm và béo béo như là vị cho các bạn ơi. Rồi chúng ta cùng vào bếp nha. Ok, về nguyên liệu chúng ta sẽ có là 100g kim chi các bạn nha. Rồi và sẽ có gelatin là 15g cùng 10g trà xanh. Ngoài ra chúng ta sẽ có đường là 100g các bạn nha, cùng với whipping cream là 400g các bạn nha, cùng sữa tươi là 400ml. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một chút rượu đó, mình sẽ thêm khoảng cỡ 20-30ml rượu các bạn nha, cho thơm đậm đà các bạn. Rồi whipping cream, về cream tươi á, cream chi á, thì mình sẽ cho nó chảy ra các bạn, mình cho loại ba nó chảy ra. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt một cái nồi nước lên và cho sữa tươi vào. Đó. Ok, và sau khi nước đã ấm lên, nóng lên thì mình sẽ cho cream chi đã tan chảy vào các bạn. Đó, mình sẽ cho vào, mình sẽ khuấy đều các bạn nha. Khuấy đều sau lát nữa thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cho cái phần whipping cream vào và mình sẽ khuấy đều luôn, và sau đó mình sẽ chia làm hai phần, một phần là trà xanh với một phần còn lại là phần sữa tươi các bạn. Whipping cream đó, mình sẽ đổ trà xanh thì ít thôi. Bây giờ mình sẽ cho whipping cream vào các bạn nha. Rồi các bạn cứ mở lửa riu thôi các bạn, không cần lớn các bạn nha. Lớn sôi nó sẽ bị tách lớp, tách sữa các bạn nha. Đó, mình chỉ cần rửa ấm thôi để cho nó những cái gelatin rồi cái sữa tươi với cream nó hòa tan vào nhau các bạn. Đó, nên mình cần sữa ấm thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ cho gelatin vào các bạn nha. Bộ gelatin vào các bạn lưu ý nha, lúc mình cho vào mình sẽ khuấy đều liên tục các bạn nha, cho nó hòa tan cái bột gelatin vô cái phần hỗn hợp mà whipping cream sữa tươi nha các bạn. Đó, vậy liên tục luôn cho nó hòa tan vào, nó không sẽ bị lắng cặn cái phần mà bột đó, nằm dưới đáy nồi các bạn, nó không có kịp hòa tan đó, sẽ không có ngon các bạn nha. Đó, mà lưu ý nha. Và tiếp theo thì mình sẽ cho thêm phần rượu đó, các bạn có rượu mật nha hay rượu rum cũng được, rượu tạo mùi hương trái cây các bạn. Đó, sẽ pudding mình sẽ ngon hơn các bạn nha. Đó, rồi mọi khuấy đều lên là chúng ta chuẩn bị chia cho đường cuối cùng và khuấy đều nữa, làm sẽ chia thành hai phần các bạn nha. Đó. Và sau khi mình cho đường mà khuấy đều thì bây giờ mình sẽ cho 1/3 cái phần mà mình nấu sữa tươi với whipping cream mà vào một cái nồi nhỏ khác, và mình sẽ cho 10g trà xanh vào để mình khuấy đều các bạn nha. Đó, còn 2/3 còn lại mình sẽ làm cái phần pudding đó, nó là thơm ngon, còn cái phần trà xanh sẽ tạo mùi, tạo hương các bạn nha, tạo một lớp mỏng thôi các bạn, nhiều nó sẽ nồng mùi các bạn nha. Rồi mình khuấy đều lên cho lên trà xanh nó hòa tan với cái phần mà sữa tươi với pudding là xong các bạn. Rồi mình sẽ chuẩn bị mình đổ các bạn nha, đổ khuôn nha. Để trước khi đổ khuôn mình sẽ lọc bao lay các bạn nha, để loại bỏ hết những cái phần mà gelatin dư thừa đó. Ok, bây giờ mình để một cái rây và một cái kiểu nướng dưới, rồi mình múc cái phần pudding phần màu trắng các bạn. Đó, đó. Mình sẽ lọc bao lay các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Những cái lần cỡ là những cái gelatin nó chưa có được hòa tan hết các bạn, với những cái cream chi đó, thấy không? Đó. Các bạn muốn pudding mình mà càng mịn màng như các bạn phải lọc bao lay các bạn nha, nó sẽ rất là mịn luôn các bạn, rất là ngon. Mình sẽ không có những cái lần cỡ nữa, trà xanh cũng vậy các bạn nha, bắt buộc phải lọc ray hết. Rồi bây giờ thì mình chỉ việc đổ cái phần màu trắng pudding vào trước các bạn nha. Đó. Các bạn muốn theo hình dáng gì các bạn cứ để khuôn ra mình đổ, lát sẽ ra cái hình giống như cái hình trong cái khuôn các bạn. Thì các bạn nhớ là mình dùng cái khuôn silicone đó, nó sẽ lấy dễ hơn các bạn nha. Đó, mình tách giống kiểu như tách bao câu á, nó sẽ dễ hơn.
Ok, và phần trà xanh cũng vậy, mình cũng phải lọc bỏ rây các bạn nha. Đó. Có lẽ cỡ trà xanh nó chưa có tan hết á, chắc là vậy, tại vì cái phần GT nó làm đông đặc cái phần hỗn hợp sữa mình rất là nhanh, nên trà xanh mình đưa vào á, mà nước nóng sẽ tách lớp nên phải nước ấm, mà nước ấm thì sẽ không có tan được các bạn, chắc chắn sẽ còn cái lợn cợn 100% luôn các bạn nha. Đó, buộc phải lọc rây hết nha. Ok, sau đó thì mình chỉ việc đổ cái phần hỗn trà xanh một lớp mỏng lên trên là xong các bạn, rồi mình sẽ để lạnh các bạn nha. Đó, và mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Đó, chỉ cần nửa tiếng là các bạn đã có một phần bánh pudding trà xanh rất là thơm ngon. Đó, các bạn nhìn xem ngon không nào? Đã chưa? Với lớp bánh pudding rất là béo béo, ăn rất ngon cùng với phần trà xanh thơm lừng. Các bạn có thể thêm một chút như lá húng lủi hay là thêm một chút siro, một bút siro dâu lên thì bảo đảm rất tuyệt vời luôn cả nhà nha. Rồi, chúc cả nhà ngon miệng với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở dưới xe. Bye bye.